Nhanh lên, ta còn xem điểm giả nào. Từ từ, tăng giò. Mang đây, sốt ruột. Điểm tôi đâu nhở? Ô, con này. Đây, tên đây. Qua môn rồi nhá. Qua môn này. Qua môn à. Cuối cùng qua môn. Ui, ui phải, 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 phải. Như này. Ê, Trung, mày biết điểm này chưa? Biết rồi. Ôi trời ơi, biết điểm cao cái mặt cứ vênh lên. Hóa ra thằng này cũng là cao thủ học đường. Thế mà giấu hôm nay mới tung chiều. Khá thật. Chuyện bình thường, như cân đường hộp sữa thôi mà. Chắc là lại chó ngáp phải rồi, trúng tủ gì. Lấy đâu ra mà ngáp. Ngáp kiểu gì, ngáp một đống câu toàn câu khó thế. Ôi trời ơi, bọn mày ơi, như này. Điểm thằng Tuấn. Ôi, thầy con ghi học lại luôn ý. Mày biết điểm này chưa? Trời ơi, nhà mày đang nghèo khó thế, tự nhiên bây giờ học lại, lại đóng tên tiền học đấy. Đúng rồi, khổ thân anh Tuấn. Bây giờ tiền học có vài triệu nữa chứ có ít đâu. Tuấn ơi, tao hỏi mày một câu nhá. Giả sử thôi, mày mà phải học lại thì mày lấy tiền đâu mà đóng học? Mọi người cứ yên tâm, tôi có cách giải quyết của tôi. Lương bao nhiêu ấy nhỉ? Phong à? À, hay quá hay quá, đúng lúc. Có chuyện gì đấy? Tao đang có một cái gọi là phi vụ béo bở dành cho mày. Có một công việc mà nó gọi là việc nhẹ, lương cao, mặt cực kỳ phù hợp với mày. Bởi vì công việc đấy rất cần cái tài học như mày. Thế á, phi vụ gì mà việc nhẹ, lương còn cao nữa? Công việc rất đơn giản, đó là làm cho một nhà hàng lớn nhất Nhật. Làm cho nhà hàng của Nhật á? Nhưng mà sang tận Nhật thì làm sao mà sang được? Nhật Tân. Đâu cho tôi xem nào. Đây, nhà hàng này. Đấy, ưng không? Ui, to đi. Ưng không? Ưng, đi làm luôn, rồi chốt xong. Nhưng mà công việc gì đã? À, mày sẽ làm một công việc mà nó liên quan đến an ninh. Đấy là chăm lo cho cái trật tự trị an của quán. Với những công việc cụ thể như là ghi số dắt xe này, mở cửa đón khách này. Mà nôm na gọi là bảo vệ. Nhưng mà ông nhìn người tôi ốm yếu như này, làm sao ông làm bảo vệ được? Tao nhầm đấy. Thật ra là mày làm lễ tân. Lễ tân? Lễ tân à? Thế lễ tân làm như nào? À không phải đâu. Bồi bàn, đúng rồi, chốt lại một lần nữa, bồi bàn. Làm bồi bàn? Ừ, bồi bàn. Thế mà ông bảo là làm công việc về đầu óc, chất xám. Thế mày nghĩ cái nghề bồi bàn thì không cần đầu óc và chất xám à? Cho nên một cái đứa học nhiều như mày không va chạm xã hội, mày không có một cái kỹ năng sống, mày không có một cái hiểu biết xã hội gì cả. Tao nói cho mày biết nhé, làm bồi bàn đấy, không đơn giản chỉ là bưng đồ ra, bưng đồ vào đâu. Thế tao hỏi mày, trong cái trường hợp mày tiếp một khách nước ngoài, Tây Tàu chẳng hạn, thì mày cần cái gì? Cần ngoại ngữ. Đúng rồi. Thế bây giờ tính tiền thì cần cái gì? Cần tính toán. Thì nó là toán học. Thế chẳng hạn bây giờ hôm nay là khách đòi ăn cháo mà bây giờ hết cháo mà chỉ còn bún thôi. Mà bây giờ muốn khách ở lại để moi được tiền khách, thế nên phải nói làm sao để cho nó lọt tai khách, để khách đồng ý chuyển từ cháo sang bún. Thì nó là cái gì? Nó là giao tiếp. Nó là tâm lý học. Đấy, tâm lý học. Nó là kỹ năng mềm, kỹ năng cứng đủ cả. Như thế mà lại bảo không cần đến chất xám. Mày chỉ biết học, mày gọi mày là ngộ chứ không sai. Thế có đi làm không? Đi. Xong. Nhưng mà thời gian cụ thể như nào? Tao tính như mày cả rồi, làm từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối. Hợp lý nhở. Thế còn tiền lương? 30.000 một giờ. 30.000 một giờ á? Ui, thế đi luôn, chốt nhá. Chốt, làm luôn, đi, luôn. Đi. Nhưng mà ông giúp tôi thật à? Thế mày thấy cái việc tao giúp người thì là lạ lắm mà. Thế là người ta bảo là giúp một mạng người cho bằng xây 7 tòa tháp phù đồ. Mày, chi cho cái coi thường người khác. Thế thôi, cảm ơn ông. Thế có cần tao đưa đi không? À thôi có đi. Chứ đần như mày mà vào quán bên cạnh làm thì mất công to lắm nhá. Ok. Mà thôi, tôi ôm ông một cái. Ôm à? Cảm ơn ông nhá. Thế có gì chiều ông cứ gọi điện tôi nhá. Rồi được rồi. Ok, bây giờ tôi đi đây. Tôi té đi. Bye bye. Sao lại có ngày lượng giúp du này nhỉ?
Đúng là người yêu của em, làm gì cũng được việc. Khen thừa là giỏi thôi. Mà này, sao dạo này mày tốt thế? Sao mẹ đi giúp thằng Tuấn? Thì bạn bè với nhau thì phải giúp đỡ nhau thôi chứ. Thế à? Thế sao mày không trực tiếp nói với nó mà phải thông qua tao? Thì bây giờ anh giúp thì thằng Tuấn sẽ tin tưởng hơn. Dù gì anh cũng sành giỏi về các nhà hàng mà. Mà này, mày biết thừa tao với nó là một kẻ thù không đội trời thư, tại sao mày lại đùn cho tao giúp nó? Chuyện tình cảm là chuyện tình cảm, chuyện công việc là chuyện công việc chứ. Thế đây là nhà hàng của anh họ mày, thật à? Vâng, của anh họ, con nhà bác hàng xóm của em. Có lúc Bèo Lạ có nhân tính ý nhỉ? Chuyện Bèo La mà lạ, vừa duyên dáng, vừa xinh đẹp, vạn người mê. Cơ mẹ mồm đi. Đổ quá đáng. Tao tưởng mày đang làm thêm ở quán bên nhà Tân cơ mà. Quán phá sản rồi. Sao lại phá sản? Nghe bảo làm ăn tốt lắm cơ mà. Ừ, thì tốt về bề ngoài. Tiền lương của nhân viên mấy tháng có trả được đâu. Mày làm bên đấy cũng gần một tháng rồi, người ta có trả lương mày không? Mà nhân viên lâu năm ấy, người ta còn nợ. Nói gì đến tôi làm có một tháng. Thế coi như mày đi làm không công à? Thế tiền đâu mà đóng tiền học? Ông không phải lo tiền học lại tôi đâu nhá. Chẳng nhẽ mày lại phải xin tiền bố mẹ mày à? Bố mẹ tôi á, xin làm sao được. Bố mẹ tôi phải lo cho các em nữa. Ta cảm thấy mày hơi mệt rồi đấy. Thôi, ngồi đây đi, ta xuống mua gì cho mẹ ăn nhá, đợi tao. Em chào anh. Ừ, em chào chị ạ. Bọn tao sang đây để giả tiền mà bọn tao đã vay mày. Chờ tí tao lấy tao giả. Ôi kìa, nhớ nhét ở đây mày nhỉ? Đây ạ. Ơ, mày cầm lúc nào? Đây. Thôi, đâu có trả anh được mà. Không sao, đây là tiền em đi dạy thêm được ạ. Gì? Em đi dạy thêm á? Vâng. Em dạy lúc nào? Với cả em dạy ai? Anh lại không biết. Em đi dạy thêm từ lâu rồi. Chẳng qua là em không muốn nói thôi. Mà chủ nhà cứ lằng nhằng mãi bây giờ mới trả em. Mà nhá, trong đấy là còn có cả tiền của tao đấy. Tiền đấy là tao cho thằng em con nhà bác, hàng xóm của mợ là cháu của ông trẻ của tao vay mấy tháng trước ở quê rồi cơ. Mãi đến hôm qua tao mới đòi được. Nên là tao mang sang đây tao giả mày luôn đấy. Thế à? Ờ. Anh cầm đi, anh đang cần tiền để đóng học lại còn gì nữa. Đúng rồi. Mà bọn tao có vay có giả chứ bọn tao có ăn cướp mày đâu mà. Thế nhá, bọn em về đây. Về nhá, cảm ơn nhá. Em xin ạ. Ờ, sao tối thế nhở? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mọi người ngồi đi. Bây giờ ngồi xuống để chúng ta đi tiếp tục trao quà. Ngồi xuống nào, Đăng Hoàng. Nào, bây giờ như này, thể lệ trao quà và gửi lời chúc tình thương mến thương là thôi, lady first đi. Đây là quà của hội phụ nữ tặng thằng em nhá. Chúc thằng em mẹ tròn con vuông. À nhầm, ý là tuổi mới là thân hình tròn ra tính mày phải béo lên. À, Lan với cả Thư bảo là có việc nên sẽ đến muộn. Còn đây là chị Hồng, tuy chị đi thực tập nhưng mà vẫn có quà gửi cho anh. Rồi. Nhất mày. Cảm ơn mọi người nhá. Lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật ấy. Thì bây giờ mày được tổ chức sinh nhật rồi đấy. Thôi, nào đến lượt tao. Quà. Ông cứ cầu kỳ, ông đến là tôi vui lắm rồi, không phải quà gì đâu. Cấp bộ. Ờ, thôi tuổi mới, tao chúc mày là sang một tuổi mới thì như làm thế ạ? Thôi thì cố gắng bằng tao. Chóc, còn đây là quà của tao. Tao chúc mày sinh nhật càng ngày càng đẹp trai. Ui, đúng sách tôi thích này. Ui. Trông dày dày đấy. Ui, tận 3 triệu cơ. Ây chà. Vãi. Được. Gì mà nhiều thế? Thì thật ra mày cũng giúp đỡ ta nhiều rồi. Nhân tiện sinh nhật mày thì đây coi như là lời cảm ơn. Nhưng mà tôi có giúp gì ông đâu. Thì mày biết thừa là ta sợ ma. Ta vào ký túc ở với bọn mày. Mày cũng chỉ dạy tao nhiều.
Sao không cầu kỳ thế, có gì đâu mà phải cảm ơn đâu. Kể ra thằng Trung nó giải thích cũng hợp lý. Thôi mày cầm đi cho nó vui. Không, tôi không cầm đâu, chào ông này. Thôi, mày nhận đi cho tao vui. Hay là anh chơi ít chứ gì? À thế đúng rồi, chắc chắn là chơi ít. Ừ thì mất công là tặng sinh nhật tặng nhiều rồi thì tặng hẳn 5-7 triệu lên. 10 triệu luôn. 3 triệu thì làm sao mà nó cầm được đúng không? Thôi anh không đùa. Trời, tôi không lấy đâu. Thôi, ông nhận đi cho tôi vui. Tôi không lấy. Thôi, nhận đi mà. Tôi bảo tôi không lấy mà. Thôi, nhận đi. Tôi bảo tôi không lấy. Mày cho tao xin lỗi. Vì tao đã làm nhiều điều có lỗi với mày. Hai thằng mày có vấn đề gì à? Hả? Lỗi lầm gì ở đây? Tức là nào? Chuyện là... Nào, thôi, nộp bài đi mọi người ơi. Thôi, đừng viết cố nữa, Tuấn ơi. Rồi. Ok, nhanh lên, còn mỗi hai thằng này. Chứ đợi em tí, sắp xong rồi đấy. À, Trúc, nộp bộ. Từ đây, chưa viết tên kìa. Thôi, ông viết hộ tôi đi. Ừ, thì tôi viết hộ nhá. Em viết tên đã nhá. Nhanh, 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 nhanh. Nhanh lên. Thấy không, cái thằng này làm dài nhất lớp nhở? Làm được hết tất cả mấy câu rồi nè? Em làm hết rồi. Khá quá. Rồi, ok. Tao đã viết tên tao vào bài thi của mày. Và ngược lại. Hóa ra anh điểm cao nhất lớp là vì anh bày ra cái trò đấy à? Ui dồi ôi, Bèo La ơi. Tại sao mày lại làm ra một cái việc mà nó táng tận lương tâm, nó trái với luân thường đạo lý thế hả Bèo La? Nếu mà mày đói chữ quá thì mày xin anh cho mày lấy vài chữ có làm sao đâu. Có phải chính vì lý do đấy cho nên mày mới nhờ tao làm cái người môi giới, cái trung gian dẫn thằng này đi làm đúng không? Vì lý do tiền học lại cũng cao, em chỉ muốn giúp Tuấn một chút để trang trải cuộc sống và thi lại thôi. Thì còn phong bì này. Cái này là phong bì tao con Hằng mang sang giả mày mà. Này, tôi trả ông. Vì tao thấy có lỗi với mày, tao phải nhờ chị Trang và Hằng đưa tiền cho mày để mày đóng tiền học lại. Nói thật, tôi biết rồi. Trung, đưa tiền cho chị với cả Hằng để đưa cho em. Ê không nhá, ý bọn tao là ban đầu bọn tao tưởng thằng Trung nó có ý tốt để nó giúp đỡ mày thì bọn tao mới hợp lực vào. Chứ bọn tao còn đâu có biết là mục đích sâu xa của nó là như thế đâu. Còn nữa, cái chuyện ông cháu bài tôi nhìn thấy trên lớp hết rồi. Chị Trang ơi, em viết tên đã nhá. Nhanh 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 nhanh. Nhanh lên. Thấy không, cái thằng này làm dài nhất lớp nhở? Làm được hết tất cả mấy câu rồi nè? Em làm hết rồi. Khá quá. Rồi, ok. Còn cả chuyện Phong nữa. Cái gì? Chuyện mà ông giúp tôi tìm việc làm ấy. Sao bọn nó bảo cái tài diễn xuất của tao nó như tài tử Hollywood, không có sơ hở cơ mà. Nhưng mà này, tao nói luôn nhá, tao cũng giống hai đứa này. Giúp động vì lòng tốt thôi nhá, tao không có liên quan, tao không biết cái việc trước đấy đâu. À mà đấy, nhắc cái chỗ làm của mày, sao mày lại bảo tao là cái nhà hàng to nhất Nhật đấy nó lại phá sản? Tao gọi sang tao hỏi, người ta bảo có phải thế đâu. Thì tôi biết là Trung giới thiệu, thế nên tôi bịa đấy. Sao mày biết hết sự thật mà mày lại im lặng như thế? Tôi không cần ông phải giúp đỡ tôi như thế. Tôi chỉ cần ông xin lỗi tôi một lời xin lỗi thật chân thành. Nhưng mà ông không làm được. Nói thật, tôi thất vọng với ông. Tuấn ơi, mày cho tao xin lỗi. Tao biết tao có lỗi với mày rất nhiều. Mày tha lỗi cho tao một lần được không? Thôi, được rồi. Nhưng mà đây là bài học quý tôi dành cho ông ấy nhá. Mày tha lỗi cho tao thật á? Nhưng mà vì tao mà mày phải học lại đấy. Thì tôi nói rồi mà, từ việc này mà giúp ông bài học quý thì có sao đâu. Mà thôi, từ mai tôi sẽ đi làm ở chỗ ông giới thiệu. Mày đi làm thật chứ? Đương nhiên, đấy là một công việc tốt mà. Với cả tôi cũng phải đi làm để kiếm tiền còn học lại nữa chứ. Mà ông ấy cũng phải cố học thật giỏi, chăm chỉ vào để xứng đáng với số điểm ông nhận được nhá. Tất nhiên rồi. Rồi ôi, dự sinh nhật mày mà tao cảm thấy như là đi xem cái chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Rồi ôi, thôi, ăn mừng thôi. Nhưng mà thôi, mày hãy nhận quà sinh nhật của tao đi.
để tao đi học nhá. Còn thôi, nó ăn nó nhớ, mày cầm đi. Cầm đi. Thôi, mày cầm đi. Thôi, cầm đi. Đã bảo mọi mâu thuẫn là đã giải quyết xong rồi. Còn đây, đây là quà sinh nhật là lộc, thì cứ cầm. Đây, mời chủ tọa trước. Đấy. Rồi, xin cảm ơn. Nào. Anh em ơi.